Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Tân huấn luyện viên hoàn hảo dành cho MU lộ diện. MU cung cấp 4 cầu thủ để đổi chữ ký giúp Bellingham. Toàn cảnh vụ Ronaldo vùng vằng với Ralf Rangnick và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU cung cấp 4 cầu thủ để đổi lấy Jude Bellingham. Tờ Mirror cho hay, Anthony Martial, Van de Beek và Eric Bailly là 3 cầu thủ mà MU có thể sẵn sàng đề nghị để đổi lấy Jude Bellingham. Cả 3 cầu thủ trên đều không có trong kế hoạch của đội một quý đỏ, đặc biệt là Martial muốn rời Old Trafford vào tháng này hoặc mùa hè. Nguồn tin cho biết thêm, Aaron Wan-Bissaka, người đang chật vật để thích nghi trong đội hình Ralf Rangnick, cũng có thể được đề nghị như một cái tên tiềm năng để thuyết phục Borussia Dortmund nhả Jude Bellingham. MU đang tìm lực lượng bổ sung cho hàng tiền vệ vì Paul Pogba, Jesse Lingard và John Mata đều hết hợp đồng vào cuối mùa. Bellingham được cho là mục tiêu chính cho tuyến giữa MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Kế đến mới là Declan Rice hay Ruben Neves. Ralf Rangnick ngầm xác nhận Paul Pogba rời MU cuối mùa. Paul Pogba đã trở lại tập cùng MU kể từ khi dính chấn thương vào tháng 11 năm ngoái. Huấn luyện viên Ralf Rangnick cho biết anh có khả năng tái xuất sau thời gian FIFA Days. Theo báo chí Anh, nhà cầm quân này đã gửi tin nhắn cho Paul Pogba mong hãy chiến đấu hết mình cho MU, ngay cả khi sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa. BBC Sport trích dẫn lời huấn luyện viên Ralf Rangnick khi được hỏi về tình hình Paul Pogba ở Old Trafford, ngay cả khi việc chơi hết mình cho MU chỉ để Paul Pogba ký hợp đồng với một câu lạc bộ khác. Ý tôi là cậu ta sẽ rất có động lực để làm điều đó. Tại sao tôi không thể sử dụng chứ? Ông nói thêm. Nhân tiện, hợp đồng của tôi với tư cách là người quản lý tại MU cũng sẽ hết hạn vào mùa hè. Vì vậy, chúng tôi có cùng một mục tiêu, chúng tôi có cùng tham vọng thành công nhất có thể trong 3 hoặc 4 tháng tới. Gặp sếp lớn MU để nói chuyện, Ronaldo quyết tâm dứt áo ra đi. Cụ thể, tờ The Sun khẳng định Ronaldo đã có cuộc nói chuyện với giám đốc điều hành sắp tới của Man United là Richard Arnold trong tuần này. Trong đó, anh nói rõ ràng rằng anh muốn được chơi bóng ở cúp C1 vào mùa giải tới. Nếu không được đáp ứng điều này, CR7 sẽ ra đi. Và nó càng có cơ sở hơn khi mới đây Ronaldo đã tỏ ra vô cùng bất mãn khi bị thay ra sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Harry Maguire. Chân sút sinh năm 1985 sau khi rời sân đã bực tức và quăng áo ngay trước mặt các đồng đội. Tân huấn luyện viên hoàn hảo dành cho MU đã lộ diện. Chia sẻ trước truyền thông mới đây, cựu sao ngoại hạng Anh Jamie O'Hara đã tiến cử cái tên hoàn hảo cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Man United. Cụ thể, O'Hara cho hay. Tôi không hiểu sao họ lại không để mắt đến Graham Potter. Ông ấy sẽ là một phương án hoàn hảo dành cho Man United. Graham là một huấn luyện viên mới mẻ, hiện đại. Ông ấy là người biết cách đối phó với kiểu bóng đá của thời đại này. Và tôi nghĩ Graham sẽ là cái tên hoàn hảo cho một đội bóng như Man United. Họ đã cho Ole Gunnar Solskjaer thời gian. Tôi nghĩ họ cũng sẽ làm vậy với Graham. Tôi cho rằng nếu bạn mang về một người như Graham Potter, bạn phải cho ông ấy thời gian vì cần phải có một quá trình và sự thay đổi về mặt tâm lý. Ở thời điểm hiện tại, Man United vẫn đang loay hoay trong việc xây dựng lối chơi, mặc dù đội bóng đã sa thải Solskjaer và mang về một nhà cầm quân tài năng là Ralf Rangnick. Nhà cầm quân người Đức sẽ chỉ dẫn dắt quỷ đỏ đến hết mùa giải năm nay trước khi trở lại với vị trí cố vấn. Chính vì lẽ đó, việc tìm kiếm một cái tên phù hợp để ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford trong mùa giải tới vẫn đang khiến ban lãnh đạo đội bóng đau đầu. Mauricio Pochettino đang nhận được sự quan tâm đặc biệt và có thể xem là ứng viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Man United ở mùa giải tới. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể bổ nhiệm nhà cầm quân người Argentina, MU hoàn toàn có thể cân nhắc về cái tên Graham Potter. Barca tham vọng giải cứu bản hợp đồng kỷ lục của MU. Jadon Sancho đã trải qua nửa mùa giải không như ý tại sân Old Trafford và Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp của tiền vệ người Anh. Hiện tại, tờ National của Tây Ban Nha tiết lộ rằng Barca đã đưa Sancho vào tầm ngắm, hòng cải tổ đội hình của họ. Theo đó, Blaugrana đã tiếp cận cầu thủ người Anh sau khi Sancho cho thấy tiềm năng to lớn ở Đức. Thực tế, Man United sẽ không bán Sancho với giá dưới 50 triệu bảng, nhưng Xavi cũng không hứng thú ở thời điểm này bởi ông cho rằng bỏ 50 triệu bảng vào mùa đông là quá mạo hiểm. Thay vào đó, Barca có thể cân nhắc thương vụ này vào cuối mùa bóng. Huấn luyện viên Ralf Rangnick thừa nhận hôm thứ Ba rằng Sancho phải đối mặt với áp lực lớn khi chuyển đến với một số tiền chuyển nhượng lớn đến như vậy. Rangnick chia sẻ, nó sẽ khác khi bạn đến với Borussia Dortmund với tư cách một cậu bé 18 tuổi, vô danh. Sau đó bạn chỉ có thể tiến bộ hơn, bạn chỉ có thể tạo ra thành công từ điều đó. Mức độ kỳ vọng thấp hơn rất nhiều so với tình huống bạn đến một câu lạc bộ như Man United với mức phí chuyển nhượng cao với mức độ kỳ vọng cao. Toàn cảnh vụ Ronaldo vùng vằng với Rangnick.
Ronaldo bày tỏ thái độ với huấn luyện viên Rangnick sau khi được ông thầy người Đức rút khỏi sân ở phút thứ 71. Hành động của CR7 khiến anh mất điểm trong mắt người hâm mộ. Trên đường trở lại ghế dự bị, Ronaldo bày tỏ sự không hài lòng. Anh ấm khoác áo khoác trước mặt các đồng đội, ngồi sau người bố chất vấn Rangnick để ức chế. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại thay tôi ra khỏi sân? Hành động vùng vằng của Ronaldo khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, bởi lẽ quyết định rút Ronaldo ra khỏi sân của Rangnick là hợp lý khi cựu sao Juventus vừa mới trở lại sau chấn thương. Chiến lược gia người Đức không muốn mạo hiểm. Trong khi đó, Ronaldo vẫn muốn có cho riêng mình một bàn thắng, vì thế khi buộc phải rời sân, anh có lý do để không hài lòng. Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến thái độ vùng vằng của Ronaldo khi không hài lòng với một điều gì đó ở MU. Một số người hâm mộ cảm thấy, ở tuổi 36, CR7 nên cổ vũ các đồng đội chia đem về thành công cho đội bóng thay vì hậm hực. Còn nhớ, ở trận hòa 1-1 Newcastle hồi tháng 12, Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm thay vì ở lại sân động viên các đồng đội để bày tỏ sự thất vọng. Hành động này của anh đã nhận phải những chỉ trích dữ dội từ phía các huyền thoại đội bóng. Chứng kiến phản ứng của Ronaldo ở trận gặp Brentford vừa qua, huấn luyện viên Rangnick buộc phải lên tận khán đài giải thích với cậu học trò. Có lẽ đây là hành động nhằm xoa dịu tình hình. Ba cầu thủ Man United xuất sắc nhất trước Brentford. Các cầu thủ Man United đã có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại Brentford với tỷ số 3-1 dù làm khách. Đầu tiên đó là Diogo Dalot. Dalot đã khẳng định anh xứng đáng với vị trí số 1 nơi hành lang cánh phải của Man United đêm nay. Theo đánh giá của BT Sport, Dalot là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng 3-1 của Quỷ Đỏ trước Brentford. Bất chấp một vài pha tranh chấp quyết liệt khiến anh gặp rắc rối trong hiệp 1, số liệu thống kê của Dalot rất ấn tượng với 82 lần chạm bóng, 47 đường truyền thành công, 16 lần thu hồi bóng, 7 lần phá bóng, 3 lần không chiến thành công, 3 lần đánh chặn và 3 lần tóc bóng. Dalot đã có màn trình diễn phòng thủ xuất sắc trong lần ra sân thứ 50 của anh cho Man United, điều mà anh thường không được đánh giá cao. Trong tay Rangnick, Dalot cho thấy dự đoán trở thành hậu vệ phải của Man United trong 10 năm tới của Jose Mourinho về mình là hoàn toàn đúng đắn. Cầu thủ thứ hai đó là Bruno Fernandes. Fernandes dường như đang trở lại với phong độ tốt nhất để giúp Quỷ Đỏ đánh bại Brentford trên sân khách. Nhạc trưởng người Bồ Đào Nha đã sa sút trong phong độ tồi tệ chung của toàn đội, nhưng điều đó dường như đã thay đổi vào lúc này. Theo Statmandev, trước Brentford, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Fernandes là 81%, với 78 lần chạm bóng, 24 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, tạo ra 4 cơ hội và có 2 đường kiến tạo. Không phải ngẫu nhiên mà anh chơi tốt đúng vào thời điểm Rangnick chuyển đội hình sang sơ đồ 4-3-3. Trong sơ đồ 4-2-2-2, Fernandes phải chơi giạt ra cánh khá nhiều và không thể phát huy hết tố chất của mình. Chứng kiến cựu thủ quân Sporting Lisbon ghi 2 bàn trước Aston Villa và kiến tạo 2 trước Brentford, huấn luyện viên Rangnick có lẽ đã biết được đâu là vị trí thích hợp nhất cho anh. Và cuối cùng đó là Fred. Khi được chơi tự do nơi hàng tiền vệ, Fred đã cho thấy hình ảnh của một tiền vệ box-to-box đầy bùng nổ. Ngôi sao người Brazil đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa lẫn đóng góp vào lối chơi tấn công của đội nhà. Theo thống kê, Fred thắng 100% trong các pha tóc bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 83%, 10 lần thu hồi bóng, 2 lần đánh chặn, 2 lần dê bóng thành công, tạo ra 2 cơ hội lớn và cung cấp 1 đường kiến tạo. Đặc biệt, đường chuyền xuyên tuyến của anh để Anthony Olenga ghi bàn cho thấy tầm nhìn không hề tồi của số 17 bên phía Quỷ Đỏ. Sắp tới, nếu Man United chiêu mộ được một tiền vệ phòng ngự thực thụ, Fred hứa hẹn sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.